Ok, thì đây mình giới thiệu cho các anh em một cái mẫu mạch mới ha. Mẫu mạch sử dụng IC-CS8677 ha. Có livestream nè ha. DSP lập trình chống hú, có nguồn xung nè ha. Đây, trước có sản phẩm đây. Đây có livestream nè ha. Live monitor, van monitor ha. Nguồn xung. Đây là loại mạch có lập trình ha. Chống hú. Đó, ca gần giống như tiếng reverb ha. Đây bên trong bo mạch đây có nguồn xung này ha. Đây dưới là IC này, đây CS8677 này ha, dưới miếng nhôm này. Rồi thì đối với mẫu bo mạch này có công suất là 130W thì nó sử dụng lo 3 tắc đơn hoặc là 2,5 tắc đôi. Đây mình test trên 3 tắc đơn này ha. Đây lo màng xanh này ha, mắt mạnh này ha, cái lo chép, cái lo chung. Thì đối với bo mạch này sử dụng bình và điện 220. Thì ở đây mình đang lắp bình, lắp bình ha. Đây, cắm nguồn điện 220 vào đây. Đang lắp micro ha, gọi mic UHF ha, mic lỗ tốt. Đây. Xét tần số và chỉnh âm lượng. Ok, thì ở đây mình thử test cái tiếng micro cho các anh em nghe thử ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Thì cái tiếng mic nó phải trong trẻo, chắc tiếng như thế ca nó mới hay được ha. Ok. Thì mình thử lại một lần nữa nè, cái phần chống hú cho các anh em nè ha. Đây, phần chống hú. Đó. Nó kêu re re như thế này nó gọi là chống hú nè. Đó. Đó. Còn nếu mà nó không có thuộc toán chống hú thì nó sẽ rít một cái tắt nguồn nha ha. À ta ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Ok, thì mình đang lắp cái led như này. Đối với mẫu mạch này nó có đường led 12V, chỉ việc cắm vào thôi. Đây. Led 12V ha. Đó. Thì ở đây mình chỉ việc cắm vào thôi thì nó hoạt động theo cái nguyên tắc là cảm ứng cả tiếng hát, tiếng ca và tiếng nhạc luôn ha. Đây rồi mình thử cái tiếng phần nhạc ha. Đây nhạc có tiếng cho các anh em nghe ha. Âm thanh thì cực kỳ hay luôn ha, cực nét luôn. Đây. Lo kéo đòi hỏi cái tiếng nó phải trong trẻo thì nghe nó mới hay được ha. Đây mình đang kết nối và test cho các anh em, tiếng nó phải trong như thế ha thì ca mới hay được, âm thanh nó mới hay được. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gửi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ. Thank you.
Thì đây mình test lại cái tiếng ca chút xíu cho các anh em ha, nghe nè ha. Rồi thử động nhạc ha. Mục tiêu mình thử test nhanh cho các anh em, nếu các anh em mà để ý kỹ á thì tiếng ca nó gần giống như tiếng reverb ha. Và đặc biệt là nó có một cái điều khác biệt so với những cái dạng qua mạch khác là cái tiếng nó cực kỳ trong ha, tiếng micro cực kỳ chắc tiếng ha. Đó là những cái ưu điểm lớn nhất cho sản phẩm bên mình ha. Đây qua mạch CS8673E livestream thế hệ mới nhất ha, DSP lập trình chống hú ha, có chống hú ngờ kê gần lo không sợ bị hú rít ha. Cái đó lo kéo là ai cũng sợ hết ha, sợ cái phần hú rít ha, cái hư hỏng lo chép nè, lo chép đầu tiên nè, rít cái là cháy lo chép liền ha. Rồi tới lo trung nè ha, rồi nếu mà đỡ lâu quá cái bo mạch bị hư luôn ha. Ok thì mình kết thúc video tại đây. Đây, bye bye.